Hello, Diễm xin chào tất cả mọi người nha. Hiện tại là 9 giờ sáng ở Mỹ rồi. Và đây ngày hôm nay là ngày đầu tiên Diễm về lại Mỹ sau 3 tháng du lịch ở Việt Nam á. Thì kịp giờ là ngủ. Khi mà tới Mỹ á, là chiều rồi cái tới tối là ngủ. Và ngủ luôn cho tới bây giờ là sáng rồi. Hy vọng là ngày hôm nay không có buồn ngủ để cho nó quen giờ mọi người, quen giờ ở Mỹ á. Đây là đồ nè, chưa có soạn ra nữa, về còn bài tùm lum hết á, chưa có thời gian thì hôm nay em sẽ soạn ra coi là có cái gì ha. Tủ lạnh, cái tủ lạnh chống lốc luôn, không có cái gì hết à, nhưng mà vẫn còn mấy cái chai rượu. Giờ chắc phải đi kiếm gì ăn cho mọi người xem cái vườn lan của Diễm. Đi mấy tháng trời luôn cho nên hả, rất là eo uột luôn nè. Mỗi ngày là Diễm xịt tí xíu nước hoặc là cho cái cục đá vô đây nè mọi người, thì cái rễ nó rất là tươi, nó mập lắm, còn bây giờ nó héo queo, nó mềm, nó ôm nhòm, hoa nó cũng không có, nó héo nhưng mà vẫn ra hoa nha. À, mọi người thấy không, chuẩn bị ra hoa rồi nè. Hả? Nhưng mà hoa không có được tươi lắm ha, sắp tàn luôn rồi nè, tàn rồi nè mọi người, rụng rất là nhiều luôn. Và trong ngày hôm nay cũng sẽ hả, dọn dẹp tới đây mấy luôn á, chăm sóc lại đó, nguyên cái bó, nguyên cái lẵng hoa này đẹp quá nè, nguyên cái chùm hoa này đẹp ghê á, tươi nữa nè mọi người. Đây là xe của Diễm mọi người, nhớ em ấy quá lâu rồi, 3 tháng. Chồng Diễm ảnh mần cỏ mọi người, cắt cỏ rồi, tại vì tới ngày tới giờ là phải cắt, nếu không cắt cao quá là người ta sẽ, mấy cái người trong khu nhà họ sẽ thông báo, họ sẽ mắng vốn đó. Lúc đi là mùa đông ha, nó lụi hết rồi, bây giờ mùa hè này nên nó mọc lên có cái bông nè mọi người. Hello. Sáng anh tưới cây rồi hả? Đây là cái vườn Sẽ hoa làm nhà gì? Diễm ha. Bỏ phế quá trời, bây giờ cỏ mọc tùm lum hết trơn rồi. Mùa đông lạnh quá, cái cây thiên tế nhà Diễm nó vàng lá hết luôn mọi người. Xong rồi bây giờ nó mọc ra lá mới nè. Chồng Diễm cắt bỏ hết mấy cái lá cũ, rồi cái cây này cũng đang mọc ra mới nè, chùi lủi hết trơn, cho mọi người xem này. Cái mà Diễm mong đợi nhất đây, ngắm hoa anh đào cuối mùa nha. Cây hoa anh đào là Diễm trồng năm trước ha, tới thì tới năm nay mới có bông đó, đã chưa. Nhưng mà cái mùa hoa anh đào á, là tầm khoảng đầu tháng 3 cho tới đầu tháng 4 là hết rồi mọi người. Thì khi mà nó chuẩn bị mọc lá, mọc 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 lá ra như vậy nè là coi như hết rồi đó. Đợi em ấy lớn lớn thêm tí nữa là bông nhiều lắm. Đây là bên hông nhà Diễm ha. Đây là cái cây cẩm tú cầu nè mọi người. Mùa đông em ấy cũng héo hết luôn, xong rồi cây lá lại mọc lại ha. Cỏ mọc quá trời nè, cây cỏ mọc cao ghê không? Cây này cây cỏ nha mọi người. Phải bứng nó lên. Nó dễ mọc lắm nhưng mà mình bứng nó cũng dễ lắm. Bứng là nó lên liền à, thấy không? Đó. Và nhiệm vụ của Diễm là phải bứng hết mấy cái cây này lên.
Tại vì nó là cỏ dại á mọi người, không có tác dụng gì hết á, mà làm cho cái vườn của mình nó xấu, bứng nó lên. Diễm sẽ có thời gian Diễm bứng nó, còn bây giờ là không 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 làm nổi. Đi xuống sau vườn nhà Diễm nha, không có gì hết, chỉ có cây với cây thôi. Ở phía đó, đây sau nhà thường ở Mỹ người ta có cái thùng rác bự như vậy, xài trong vòng tuần sẽ có người đổ nha mọi người. Đây là cục máy lạnh, chồng Diễm đánh bằng cỏ nè. Cỏ, cái đó là cỏ đứng lên luôn. Cái Cây cây là luôn mấy hả? Nó cỏ nó mọc tùm lum vô mấy cái cây luôn cho nên hả? Bây giờ phải bứng nó, mà bứng sợ. Sợ bứng luôn cái cây. Cái cây này nó bắt đầu ra lá bự nhiều rồi nè. Mốt sắp có bông rồi đó. Bông nó đẹp lắm. Đây cũng là cỏ luôn đó nè, nó mọc tùm lum hết trơn rồi, phải từ từ mới làm nổi. Quay một vòng cho mọi người xem khuôn nhà của Diễm ha. Đây, mọi người thấy bên Mỹ sao, thấy nó có khác gì với Việt Nam không? Quá khác luôn ha. Này người ta ở trong nhà không à, hoặc là người ta đi làm hết rồi, không có ai ra đường như ở Việt Nam hết á, không có hàng quán gì giống như ở Việt Nam ha mọi người. Cho nên những cái người mà lớn tuổi khi họ qua đây họ cảm giác là buồn là vậy. Đây là cái khu vực gara nha mọi người, để đậu xe thôi và mình đựng mấy cái vật dụng linh tinh. Đây cái tủ lạnh cũng trống lóc luôn, không còn gì hết ngoại trừ bia rượu. Cái này là cái phần phở ngày hôm qua là Diễm ăn ở nhà chị Diễm nè, xong rồi chị cho hai phần đem về để ăn sáng. Bây giờ là chuẩn bị ăn sáng. Mọi người thấy cái ly cà phê đã không? Đây, tô phở. Tô phở ngày hôm qua ăn cũng y vậy nè, xong đem phần về. Có luôn tương ớt nè, tương ăn phở nè, đầy đủ. Mang cái này. Chút thôi, chỉ thiếu giá thôi. Lâu rồi mới ăn tô phở chị Diễm nấu ba hơn 3 tháng rồi. So với Việt Nam thì chắc chắn là phở ở Mỹ không bằng nha mọi người, nhưng mà mình ăn đâu ở đâu thì mình quen đó. Với Diễm thì giống như mình quen rồi, cái mình ăn ở Mỹ thì mình sẽ thấy nó ngon, nhưng mà Việt Nam thì vẫn ngon hơn ha. Những cái tiểu bang mà có nhiều người Việt đó, sẽ có nhiều quán phở giống như Cali đi, phở họ nấu rất là ngon mọi người, nhưng mà bang của Diễm không có. Muốn ăn là chị của Diễm phải nấu, mà chị Diễm nấu là chị nấu một nồi súp rất là bự luôn, mà 1/3 nồi là đã là xương rồi, xương với tủy là như thế này nè, rất là chất lượng luôn. Cũng rất thích mấy cái xương ống này luôn á, tủy rất là nhiều luôn. Cái này là cũng gân nè mọi người, cái này phải không anh? Gân hả? Lá sách. Là sao? Lá sách.
ngon, miếng dai dai thật thật ngon. Này bò viên, một cục bò viên mà cắt đâu cũng làm 4 phần mà nó bự vậy. Dai dai thật thật, không có nghe mùi bột. Ngon quá. Ăn tô phở rất là phê luôn. Chị của Diễm biết Diễm qua mà người cho nên đi đường rất là mệt, cho nên nấu nồi phở cho vợ chồng Diễm ăn. Rất là cảm ơn chị. Ăn xong rồi giờ khui thùng khui thùng hàng Việt Nam nha. Cái đèn ở đâu em mua em mất rồi anh. Hai người nhưng mà hai chồng Diễm mỗi người có một thùng thôi mọi người, không có nhiều. Ở trên là lót đồ cho nó êm ha, ở dưới nè chả bông khô các loại bỏ hết rồi. Tôm khô cái bịch thì nó bị lủng rồi nè cho nên nó bị hở chứ hút chân không rồi. Hên quá còn nguyên. Này là ba khía mà. Ba khía nè mọi người. Này là khô cá lải. Này là khô cá đuối. Khi mà đi á là mình phải mình mua xong rồi nhờ cái người ta hút chân không như vậy cho mình nè. Khô gì? Khô cá dứa. Khô dứa nè. Dứa. Cái này là cá lóc hay gì á? Khô cái này cá sặc nè. Như đó là cũng đủ rồi ha. Một nghĩ là chuyến về kế tiếp sẽ gần cho nên không có cần mua nhiều. Này tôm khô của chị chồng Diễm ở bên Việt Nam cho. Rồi khía nữa hả? Cũng ba khía luôn. Ba hũ ba khía luôn. Ừ. Rồi. Còn cái thùng cuối nè. Tại vì mấy cái này là mắm mà nó có nước đó mọi người. Sợ là nó sẽ chảy nước ra cho nên để trong thùng như vậy nè, để 2-3 lớp vậy đó cho nó, nếu mà nó có chảy nước á, nó có lủng đó, nó cũng chảy nước ở trong thùng chứ nó không có chảy ra ngoài. May là cái ngày đầu tiên á, Diễm để trong thùng giấy á, để 2-3 bữa nó chảy nước ướt hết cái thùng luôn, mà may là để thử chứ mà không biết là để là đem lên máy bay là người ta giục luôn cái thùng của mình đó. Đây là khô cá thu. Này bạn khô miệt mài luôn. Nó là mắm ruốc hả? Mắm giống như mắm ruốc nhưng mà nó là mắm tôm á. Mắm ruốc. Mắm ruốc. Đây là mắm còng. Mắm còng. Cái này có yêu cầu đặc biệt của một chị. Chị ấy nhờ mua nhưng mà không có mua được nhiều, chỉ có một hũ thôi tại vì nó có nhiều nước quá. Cà pháo. Đây là cà pháo nè mọi người. Đó, Diễm mỗi một cái hũ á là Diễm gói vậy luôn nè. Bọc cái miệng lại. Xong rồi bỏ thêm một cái bao ni lông nữa. Rồi xong rồi quấn băng keo thêm miếng nữa rồi bỏ vô cái thùng mút như vậy nữa. Đó. Lỡ có bể thì nó cũng nằm ở trong thùng. Nếu mà có bể cũng nằm ở trong cái thùng mút đó, rồi chảy nước ra đây cũng là cái thùng mút nữa cho nên không có sợ. Mọi thứ em để trong một cái thùng mút vậy thì có vẻ hơi chật nhưng mà không sao ha. Còn đỡ hơn là để nó lủng. Còn cái đó là
cái gì mở lên à, củ cải muối á mọi người, củ cải muối của dì Diễm làm cho Diễm đó, cái đó cỡ ký quá. Củ cải muối á, củ cải phơi khô xong rồi ngâm nước mắm nước tương gì đó à, ngâm nước tương mọi người để ăn chay được ha. Cái này là mắm mắm trà nè, cái này của cô Diễm cho Diễm. Rồi có một cái phần khô khô này chắc khô lù đù á, cái này của chú Diễm cho à. Còn thùng này nữa, thùng này là đồ đạc linh tinh thôi, không có gì nhiều. Đây, cái này là măng khô ha, măng khô của thím Diễm cho. Đi có cô chú rồi cho nhiều lắm. Cái này là cái gì, kẹo dừa này ngon lắm mọi người. Lúc mà Diễm đi qua Cồn Bến Tre đó là ăn, mua thử một bịch ăn, thì ăn xong rồi mới thấy nó ngon, ngon rồi mới đi tìm mua. Nhưng mà những cái đại lý khác đó, họ không có cái loại này mọi người, chỉ riêng cái đại lý của cái hãng này thì mới có. Có nghĩa là họ chỉ có một chi nhánh ở trong cái cồn Thới Sơn ở trên đường mình đi qua cồn Phụng này nọ thì mới có thôi. Cho nên Diễm chạy vô trong đó Diễm mua thêm mấy bịch, một phần là để ở nhà ba mẹ Diễm ăn ha, rồi một phần Diễm đem đi. Rất là ngon, tại vì ở trong đó là kẹo dừa mà nó không có bị dính răng, nó họ cuốn cái bánh giống như bánh phồng vậy mọi người, rồi có thêm đậu phộng nữa, rất là ngon. Đây là cái nắp của cái thố đá Diễm mua. Diễm mua hai cái thố mà mọi người biết sao không? Tại vì cái thố này á là ở bên đây cũng nhiều lắm, nhưng mà đa số bên đây là hàng của Trung Quốc á mọi người. Còn cái thố này Diễm mua là hàng của Việt Nam và gọi là sứ Bát Tràng, một cái loại sứ mà rất là nổi tiếng ở Việt Nam luôn, rất là đẹp, cho nên mua hai cái thố ha, để Diễm lấy cho mọi người xem. Cái này là hai cái nắp, tại vì khi mà đóng hàng á sợ nó bể cho nên để riêng. Cái này Diễm để ở đây, còn hai cái thố này là Diễm bỏ trong cái hành lý xách tay, Diễm sợ nó bể, rất là thích luôn. Mọi người coi nè, Bát Tràng Việt Nam. Mà nói về xứ á, mà hàng Việt Nam thì là chất lượng cao nha, cho nên rất là thích. Mà mua thì không được nhiều, tại vì cái chỗ đó họ chỉ còn có hai cái thố vậy thôi. Dễ thương không? Rồi đây gọi là kem bảy màu, mà ở Việt Nam người ta hay gọi là bu mát á. Cái loại này rất là tốt ha, nhất là dành cho mấy cái anh chị mà làm nail nè, làm về ngành làm móng giống như Diễm á, thì khi mà bị tay chân mà có bị lở vì nước hoặc là bị bột ăn á thì sức cái này rất là tốt luôn. Bị gì nữa anh hả? Bị kiến cắn, mũi cắn, nói chung là ngoài da hả? Ngoài da thôi, nói chung là tất cả các bệnh ngoài da cái này rất là tốt luôn, trị ngứa luôn. Nếu mà mình cảm thấy ngứa mình sức vô cũng rất là mát. Còn cái này là của người em họ bên chồng Diễm. Cái này là gọi là bột sắn dây á mọi người, uống rất là mát ha. Còn cái này là mật ong nè, mật ong rừng á, của em chồng Diễm tặng cho gần 2 lít luôn mọi người. Nhưng mà Diễm chiết đi được một bình vậy thôi, tại vì không có đem được nhiều á, một bình về uống cũng lâu lắm. Này, 2 túi bột sắn dây. Cái này là đậu phộng, không phải chị Việt Nam mua đậu phộng mà là cái này của thím Diễm. Thím Tư nói cái này là đậu phộng Bắc, rất là ngon, mà lâu lâu người ta mới bán, cho nên thím Tư thấy thím Tư mua và biết là chồng Diễm thích ăn đậu phộng nữa. Đây cũng kem bảy màu, Diễm mua nhiều lắm. Mỗi lần chị Diễm gửi qua là gửi rất là nhiều cái tiết kem này, rồi sẵn rồi ở nhà vẫn còn luôn, nhưng mà Diễm mua thêm ha, mua thêm 4-5 tiếp. Có nhiều khi có mấy anh chị làm chung á, họ cũng bị ngứa bị này bị kia cũng cho, tại vì đâu thể nào mình chiết ra được,
nguyên một cái tiếp như vậy thì khi mà mình cho người ta mình cho nguyên tiếp luôn, mà chủ yếu là mua để cho mọi người. Nó một tiếp như vậy nè, nó cũng không có bao nhiêu tiền hết á, nhưng mà cho người ta quý á. Giống như khi mà người ta bị bệnh mà mình có cái thuốc trị á, người ta rất là quý. Hết rồi, đây là quần áo thôi, còn chút xíu quần áo thôi, còn qua đây cho mọi người coi. Cái này là album cưới của Diễm mà nó nặng dữ lắm. Lúc đi Mỹ lần đầu thì nặng quá không có dám đem theo, rồi với lại mình biết trước là mình sẽ mua, mình sẽ di chuyển rất là nhiều ở nhiều nơi cho nên rất là cồng kềnh không có đem. Thì bây giờ là có nhà cửa rồi thì về đem theo thôi, cho mọi người xem sơ ha. Đây hình cưới, album cưới đó mọi người. Đó, để sơ đây ha. Đó. 11 năm về trước. Nhà thờ Đức Bà nè. Bây giờ mọi người đâu có thể nào đứng ở nhà thờ Đức Bà để mà chụp hình được nữa. Là tại vì họ làm họ trùng tu anh hả? Trùng tu xây sửa gì đó mà thêm rất là nhiều ở phía ngoài á, như là mấy năm rồi giờ bây giờ vẫn chưa xong mọi người. Bây giờ cái chỗ này là bên hông của cái nhà thờ Đức Bà nè, Diễm đứng nè, mà bây giờ họ xây có cái hàng rào rồi đang sơn sửa trùng tu nhiều thứ lắm, cho nên bây giờ muốn chụp cũng không có chụp được. Ở đây là một kỷ niệm ha. Còn đây là cầu ánh sao nè mọi người, ở quận 7 đó. Rất là quý luôn ha. Thì cảm ơn mọi người đã theo dõi hết video clip của Diễm. Hẹn gặp lại mọi người ở video clip tiếp theo. Mong mọi người sẽ luôn ủng hộ Diễm trong thời gian sắp tới. Bye bye.